sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Mê Linh. Vừa qua, huyện đoàn Mê Linh thành phố Hà Nội phối hợp với hội chữ thập đỏ huyện Tổ. Trước ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 với thông điệp sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng. Thành phần tham gia hiến máu là cán bộ, công, chức, viên, chức, người hợp đồng các phòng, ban, ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn, các trường trung học phổ thông, các đơn vị hiệp quản, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội về việc tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020 trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mê Linh đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực, củng cố và phát triển mạng lưới tuyên truyền viên cộng tác viên, người vận động hiến máu tình nguyện các cấp. Nâng cao chất lượng chăm sóc, tư vấn cho người tham gia hiến máu tình nguyện, tạo điều kiện hỗ trợ, đảm bảo chính sách và quyền lợi đối với người hiến máu. Động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện. Chia sẻ với phóng viên, bạn Nguyễn Minh Hoàng xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội cho biết mình thấy hiến máu là hoạt động bổ ích ý nghĩa. Hoạt động này không những giúp đỡ mọi người mà còn giúp bản thân có sức khỏe tốt hơn, mình. Đã hiến máu tổng cộng 7 lần và sau này sẽ cố gắng tham gia hiến máu thường xuyên hơn để có thể giúp đỡ những người không may gặp tai nạn cần truyền máu, mình mong rằng không chỉ mình mà mọi người nếu có đủ điều kiện thì hãy tham gia hiến máu thường xuyên đặc biệt là các trẻ để từ đó nhân lên cơ hội sống cho các bệnh nhân cần truyền máu. Theo anh Đường Anh Đức, Bí thư huyện Đoàn Mê Linh nhận thức được tầm quan trọng của máu đối với sự sống của con người. Cán bộ đoàn viên hội viên trên địa bàn huyện đã tham gia tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tình trạng khan hiếm máu xảy ra ở hầu hết các bệnh viện trong cả nước bên cạnh đó phong trào hiến máu tình nguyện còn góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc việt nam cho đoàn viên thanh niên hoạt động này cũng nâng cao hơn nữa nhận thức của các bạn trẻ về hiến máu tình nguyện góp phần đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh. Được biết, tuy chỉ diễn ra trong một buổi sáng, thế, nhưng hoạt động trên đã thu hút đông đảo cán bộ, công, chức, viên, chức, người lao động thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức đã tiếp nhận 342 đơn vị máu an toàn. Ngày hội đã thể hiện tinh thần sung kích, tình nguyện cùng chung tay sẻ chia những đơn vị máu quý giá để mang lại sự sống cho hàng nghìn người bệnh của thanh niên huyện Mê Linh. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, huyện Mê Linh đặt mục tiêu tuyên tuyển, vận động hiến máu tình nguyện đạt 1.574 đơn vị máu trong năm 2020. Sau buổi hiến máu này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn sẽ tổ chức các điểm hiến máu tình nguyện tại địa phương. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại